Kính chào bà con đang theo dõi chương trình khuyến nông được phát sóng trên kênh VTC 16. Thưa bà con, ao nuôi cá kiểu truyền thống thì thường phải đào rất sâu, nhưng với kiểu ao nổi hay nửa chìm nửa nổi thì chỉ cần đào sâu từ 30 đến 50 cm, rồi chủ yếu lấy lớp đất màu đắp thành bờ cao từ 1,5 cho tới 2 m. Mô hình nuôi cá trên ao nổi mới chỉ xuất hiện ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình khoảng một vài năm trở lại đây, nhưng bước đầu đã khẳng định được nhiều ưu thế nổi trội như không phá vỡ hiện trạng đồng ruộng, đồng thời giảm chi phí nuôi, hạn chế địch hại và cho năng suất cao. Ngay sau đây thì xin mời bà con cùng đến thăm mô hình nuôi cá truyền thống trên ao nổi của một nông hộ tại xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Thay vì thiết kế ao cá kiểu truyền thống, anh Lại Văn Hòa đều xây dựng 3 ao theo thiết kế ao nổi. Ưu điểm của ao nổi là ao nổi hẳn lên trên cánh đồng nên đón được nhiều ánh sáng, nhiều gió. Phơi khô đáy ao được hoàn toàn, do vậy các khí độc không tích tụ, dịch bệnh cũng hạn chế hơn. Bởi thế mà mật độ nuôi cá trong ao nổi cao hơn, tốc độ cá lớn nhanh hơn ao truyền thống thông thường. Đặc biệt so với chi phí làm ao nổi chỉ bằng khoảng 70% so với ao nuôi truyền thống. Quyết định làm ao nổi thứ nhất là cái lượng đất của mình, nếu mà giờ mình đào toàn bộ cái số đất này làm ao chìm thì mình phải có một cái lượng đất bằng đấy mình chứa, là mình mất rất nhiều diện tích. Đây mình cứ đắp bờ, mình dâng nước thôi là nó đảm bảo cho mình cái diện tích nước của mình là còn nguyên mà mình rất rẻ tiền. Theo chuyên gia thủy sản, cách thiết kế ao như vậy rất bài bản, hợp lý và đúng theo quy trình được khuyến cáo. Trong 5 năm trở lại đây thì các cái nhà khoa học người ta nghiên cứu cũng như các nhà kỹ thuật người ta đều khuyến khích cho các bà con chúng ta, nếu mà nuôi năng suất, muốn năng suất cao, đạt theo cái yêu cầu của mình thì làm ao nổi là tốt nhất. 5 giờ sáng là thời điểm vợ chồng anh Hòa thức dậy để đi cắt lúa. Cây lúa thời kỳ con gái đang rất xanh non. Vì thế toàn bộ cây lúa đều được cá chấm sử dụng hết mà không để dư thừa. Mỗi vụ nuôi cá kéo dài từ 7 đến 10 tháng. Các nông hộ sẽ tiến hành gieo xạ 4 đến 5 trà lúa. Đây là nguồn thức ăn xanh dồi dào và giàu dinh dưỡng cho đàn cá. Ngày nào cũng từ 5 giờ đến 6 giờ là cắt một lượng lúa tầm khoảng hơn 1 tấn. Để về để cho cá giống thì mình chủ yếu là cắt cái lúa non này thôi. Như ăn lúa thì là cây lúa nó nổi 100%, thì đến đâu ăn sạch sẽ ăn đấy. Còn cỏ thì nếu mà mình không cắt được non thì mình để cục thì cái lượng mình vớt hàng ngày cũng rất nhiều. Theo chuyên gia thủy sản, cá chấm cỏ thường ham ăn lúa hơn cả các loại cỏ thông thường như cỏ sữa, cỏ vực. Cá ăn lúa tới phần nào gọn luôn phần đó nên hầu như không có chất thải. Nhờ đảm bảo nguồn thức ăn xanh an toàn nên đàn cá phát triển khá tốt. Bởi vì người ta đã nghiên cứu rồi, lúa đến thì con gái là cái lúc mà nó nhiều dinh dưỡng nhất cho đảm bảo để cho thức ăn cho cá. Nó không già quá, không nhiều cuộn, không để lại dư thừa chìm xuống dưới ao làm ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy mà đến bây giờ cái lượng bùn ở dưới ao gần như là không có nhiều. Tại ao cá thương phẩm của mình, anh Hòa cũng đã trang bị một chiếc máy cho cá ăn cám công nghiệp tự động. Ưu điểm của máy bắn cám tự động cho cá là tiết kiệm thời gian, công vãi cám bằng tay. Máy có thể điều chỉnh thời gian cho cá ăn từ 5 đến 180 phút. Thể tích máy từ 1 bao cám đến 4 bao cám. Khoảng cách bắn hạt cám từ 2 đến 25 mét. Do đó giúp cá ăn đều hơn, tránh hiện tượng phân đàn, tăng trưởng của cá tốt. Đồng thời trước khi cho cá ăn, thức ăn tinh được phối trộn cùng với tỏi đã được anh ủ lên men, định kỳ từ 7 đến 10 ngày. Cho cá ăn một lần giúp phòng bệnh và kích thích tiêu hóa. Như mọi năm mình nuôi ấy, thì là mình không áp dụng cái chế phẩm sinh học, cũng không cho ăn tỏi thì nó hao lượng hao rất nhiều, mà cái lượng phát triển của nó cũng chậm. Nhưng từ cái lứa này bắt đầu mình dùng chế phẩm sinh học ấy, mình kết hợp cho ăn tỏi ủ thì con cá phát triển mạnh và mình thấy nó đảm bảo về cái độ lớn của nó phát triển rất tốt. Tỏi mình cho ăn đều được ấy, thì nó phát triển cái đường ruột nó cũng tốt, nên là con cá nó ăn mạnh hơn. Ăn về mọi thứ, rau xanh nó ăn cũng mạnh hơn rất nhiều. Hiện trong ao cá thương phẩm này có khoảng 2.500 con cá chấm, 4.000 con cá rô phi và 300 con cá chép. Theo kiểm tra, trọng lượng trung bình của cá chấm lúc này là khoảng 3 kg. Lứa nuôi này anh dự kiến thu về 20 tấn cá.
thì cái mục tiêu của mình là ao cá thịt phải thu hoạch tối thiểu phải là 40 đến 45 tấn. Còn không thì sản lượng phải là 50 tấn. Vì đợt này mình chủ động nó con giống 100%. Nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản, phòng bệnh bằng chế phẩm vi sinh và thảo dược, tự chủ động việc sản xuất cá giống, nên mô hình nuôi cá sạch này của anh Lại Văn Hòa hứa hẹn mang về những lứa cá bội thu. Thưa bà con, bệnh là nguyên nhân gây thất thoát cá nuôi. Nếu không điều trị kịp thời thì bệnh sẽ lây lan nhanh chóng và dẫn đến kết quả không như mong muốn. Hiện nay do quy định sử dụng kháng sinh trên cá rất khắt khe nên người nuôi hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh. Do đó, việc sử dụng phương pháp phòng trị bệnh bằng chế phẩm sinh học trở nên cần thiết và phổ biến hơn hết. Đàn cá thương phẩm có sự phát triển ổn định và nhanh chóng. Đó là bởi anh Hòa đã dùng chế phẩm vi sinh tự ngâm ủ để té xuống ao. Nhờ đó nguồn nước ao nuôi luôn ổn định, không bị ô nhiễm. Từ khi sử dụng đến cái chế phẩm sinh học này thì cái môi trường, nếu mà mình kiểm tra môi trường nước ao nuôi thì nó cải thiện rõ rệt hơn so với những cái năm mình không nuôi dùng chế phẩm sinh học ấy. Thì giờ là có hai cái khí độc mà nó nguy hiểm cho để mình nuôi trồng thủy sản. Thì là mình đánh cái này xuống, mình đánh định kỳ là hầu như là hoàn toàn không có. So với mình dùng kháng sinh với các loại thuốc đặc trị khác ấy, thì cái này nó giảm ra thành một nửa. Với 8.000 mét khối nước trong ao, các hộ nuôi cá ở đây áp dụng công thức ngâm ủ chế phẩm vi sinh như sau. 4 lít IM, cộng 120 kg mật dỉ đường, cộng 64 lít nước sạch, cộng 400 g muối ăn. Thời gian ủ trong vòng từ 5 đến 7 ngày. Sau khi ủ, té xuống ao từ 2 đến 4 lít cho 1.000 mét khối nước trong ao nuôi. Định kỳ 5 đến 7 ngày sử dụng một lần. Cái năm ngoái tôi cũng nuôi. Thì ở cái tầm cỡ 6-7 tháng bây giờ là nó nổi váng rất đen rất nhiều. Mà thỉnh thoảng nó nổi bằng cái sàng. Đấy là do cái cỏ mà con cá ăn, nó chưa ăn, nó bị dư thừa. Thế nhưng năm nay hầu như là không có. Không có cái đấy thì tôi nghĩ là do chế phẩm sinh học là đã phân hủy được những cái chất đó. Thì một ao là mình đang sử dụng là tầm 14 lít ý, em gốc ngâm ủ nhân lên. Mình đánh cho 20 mét ao này. Thì mình cứ sử dụng là 13 lít EM cộng với 24 lít dỉ mật cộng với 180 lít nước này, mình cứ thế mình đánh. 5 ngày mình bổ sung ao một lần, bổ sung hết cả một chu trình nuôi. Thay vì phải chèo thuyền khắp mặt ao để té chế phẩm vi sinh, anh Hòa sử dụng một đường ống dẫn từ thùng phi chứa chế phẩm vi sinh đặt trên bờ ao xuống vị trí quạt nước. Sau đó nhờ sự vận hành của quạt nước để dẫn chế phẩm vi sinh lan trải khắp mặt ao. Cách làm này theo anh sẽ giúp tiết kiệm công sức, nhất là những ngày có gió không thể chèo thuyền được. Liệu cách làm này có được chuyên gia Hà ủng hộ hay không? Cái đấy nó rất là phù hợp với lại cái nhà ao có cái diện tích nhỏ. Cái thứ hai là cái việc bố trí quạt nước của mình, nó phải làm sao mà cái đấy nó đảo đều được nước trong toàn bộ các cái ao, mặt ao của mình. Tức là có thể rằng là bốn góc ao cháu phải đặt bốn cái máy quạt, thì khi mà mình đưa chế phẩm sinh học như vậy thì nó sẽ đảo đều nước và nó phân tán ra khắp ao. Thế nhưng mà với cái diện tích 7 mẫu ao của mình như này nó quá lớn mà cháu chỉ đặt có hai cái quạt thôi. Thì khi mà mình đổ vào như thế thì đi về nguyên lý nó sẽ đẩy đi khắp ao. Nhưng mà thời gian nó xảy ra rất là dài và lâu. Thế chính vì vậy mà nó không thể đảo đều, đưa đều các cái vi sinh, cái chế phẩm sinh học để đi khắp mặt ao của mình. Với những ao nuôi có diện tích nhỏ, có nhiều máy quạt nước thì phương pháp mà anh Hòa đề xuất sẽ phù hợp. Tuy nhiên, với điều kiện ao nuôi hiện tại rộng lên đến 25.000 m² và chỉ có hai máy quạt nước ở hai góc thế này thì cách làm hiệu quả nhất vẫn là chèo thuyền để tạt vi sinh khắp mặt ao. Khi tái vi sinh, chúng sẽ từ từ ngấm xuống, lơ lửng ở tầng giữa, tìm gặp các loại chất thải, mùn bã hữu cơ để phân hủy, từ đó làm hạn chế lượng khí độc dưới đáy ao. Nếu sử dụng quạt nước, chế phẩm vi sinh sẽ nhanh chóng bị hòa tan, ngấm xuống đáy nên hiệu quả phân hủy chất thải sẽ không cao. Thưa
Thưa bà con, ngày hôm nay thì góc tư vấn của chúng tôi đã nhận được rất nhiều thắc mắc của bà con hỏi về tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Ngay sau đây thì chúng tôi xin mời bà con quan tâm cùng chú ý theo dõi và chuẩn bị giấy bút để ghi lại những thông tin cần thiết. Mở đầu sẽ là câu hỏi của khán giả Phạm Như Tuân có số điện thoại 0989 3 số cuối 856 ở Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội. Khán giả có hỏi là 1.000 con ngan được 1 tháng tuổi, 4 ngày hôm nay thì ngan có hiện tượng hen khẹt, đi vài bước lại nằm. Đã dùng tylosin nhưng chưa đỡ, xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Bác Tuấn thân mến, với hiện tượng bệnh ở ngan như mô tả của bác, các chuyên gia cho rằng ngan đã mắc bệnh dịch tả ghép CRD. Để khắc phục hiện tượng trên thì bác cần thực hiện các bước sau đây. Vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ và tẩy uế chuồng nuôi môi trường xung quanh bằng thuốc sát trùng. Cho uống nước tỏi hàng ngày, 10 gram tỏi giã nhỏ hòa với 1 lít nước. Dùng kháng thể dịch tả và viêm gan ngan vịt, tiêm cho đàn ngan theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Sau khi tiêm kháng thể 1 ngày, dùng vaccine dịch tả vịt tác động vào đàn ngan với liều gấp 2 lần so với liều tiêm phòng. Dùng thuốc diệt vi khuẩn kế phát Amop 50 cộng Erythromycin hoặc Neotesol hoặc Enrofloxacin. Chú ý một trong các loại thuốc trên kết hợp với Sep 5.0 hoặc Biosep, Septiofur dùng liên tục 5-7 ngày. Dùng thuốc bồi bổ cơ thể và kích thích tiêu hóa hấp thu Glucocase cộng Super ADE Fit C cộng men tiêu hóa và thuốc bổ gan thận hòa với nước cho uống hàng ngày liên tục 10 ngày. Xin được chuyển sang một câu hỏi khác của khán giả Hà Thị Hoa có số điện thoại 0123 3 số cuối 130 ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Khán giả có hỏi về lợn thương phẩm được 3 tháng tuổi. Vài ngày hôm nay thì lợn có hiện tượng đi ngoài ra nước, mắt sưng lồi, bị qua đêm thì lợn chết, đã dùng thuốc nhưng chưa đỡ, xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Thưa chị Hoa, các chuyên gia chẩn đoán rất có thể là lợn đã bị mắc bệnh phù đầu sưng mặt do E. coli và để khắc phục hiện tượng trên thì chị cần làm tốt các công việc sau đây. Tách lợn bệnh ra khỏi đàn, vệ sinh chuồng nuôi và môi trường nuôi sạch sẽ, tẩy uế chuồng nuôi và môi trường nuôi bằng thuốc sát trùng 2 lần một tuần và liên tục 3 tuần liền. Điều chỉnh lại khẩu phần thức ăn, giảm thức ăn có nhiều chất đạm, chất tanh nhưng tăng thức ăn rau xanh. Dùng magie sunfat 20g một ngày, hòa với nước cho uống liên tục 3 ngày. Dùng kháng thể E. coli tiêm liên tục 3 ngày liền. Dùng kháng sinh đặc trị mầm bệnh, có thể dùng một trong các thuốc colistin cộng ampicana hoặc genmoc cộng canamycin hoặc thiamphenicol cộng streptomycin hoặc flavphenicol cộng tetramycin hoặc oxytetracycline cộng enrofloxacin. Chú ý sáng tiêm một loại và chiều tiêm một loại, không được trộn lẫn thuốc với nhau, liều lượng và cách dùng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Dùng thuốc bồi bổ cơ thể, vitamin C cộng B1 cộng caffeine và urotropin 10%, tiêm ngày một lần theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Với phác đồ trên, điều trị liên tục 5-7 ngày. Xin được chuyển sang một câu hỏi khác đến từ khán giả có số điện thoại 0167 3 số cuối 840 ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Khán giả có hỏi về 1.000 con gà được 2 tháng tuổi. 10 ngày nay thì gà có hiện tượng là sú lông, hen khẹt, ngáp ngáp, màu tái, chân khô và đi ngoài phân sống. Đã dùng thuốc nhưng mà chưa đỡ. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa khán giả, theo các chuyên gia thì đàn gà của gia đình nhà khán giả đã mắc bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ghép ORT và để khắc phục hiện tượng trên thì khán giả cần thực hiện các bước sau đây. Vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, tẩy uế chuồng nuôi và môi trường xung quanh bằng thuốc sát trùng 4 lần một tuần và liên tục 2-3 tuần. Cho gà uống nước tỏi hàng ngày, 100g tỏi giã nhỏ hòa với 10 lít nước, gạn lấy nước trong và ngửi hơi quả bồ kết khô đốt cháy. Dùng kháng thể gum tiêm cho toàn đàn liên tục 3 ngày liền. Sau 1 ngày dùng kháng thể gum, dùng vaccine IB hoặc NDIB với liều gấp 2 lần so với liều tiêm phòng. Dùng thuốc diệt vi khuẩn Doxy 50 hoặc Tilodoc hoặc Tilosin hoặc Zentatilo hoặc Neotesol hoặc Oxytetracycline hoặc Tetracycline hoặc Tiamulin. Chú ý một trong các thuốc trên kết hợp với Cefotaxin cùng với Prednisolone, một vỉ 10 viên tán nhỏ, trộn với 30kg thức ăn và dùng cho 250kg gà, dùng liên tục 5-7 ngày. Dùng thuốc giảm dịch tiết ở phế quản và bồi bổ cơ thể, Bromhexin cộng Glucocase cộng men tiêu hóa cộng vitamin Super ADE cộng B-complex cộng vitamin C cộng polyvitamin và thuốc bổ gan thận, hòa với nước cho uống hàng ngày liên tục 10 ngày liền.
Thưa bà con, những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình khuyến nông của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn bà con đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.